Con hỏi con có nghe 13 điều tổn phước khi đến chùa mình vi phạm có bị tổn phước hay không? Xin thưa là không có, sư chưa có đọc cái chỗ mà 13 cái điều tổn phước khi tới chùa. Và sư chắc chắn là trong kinh tạng á thì cũng không có một cái bài kinh cụ thể nào nói là những cái điều tổn phước khi tới chùa. Tuy nhiên nó như thế này, có một số vị vì cái vì mục đích, có thể là mục đích tốt, đó là vì đó sẽ tổng hợp những cái trường hợp mà chúng ta có thể tạo những cái nghiệp bất thiện khi tới chùa. Những cái trường hợp đó, những vị đó đó có thể dựa theo kinh, dựa theo luật, dựa theo A Tỳ Đàm, hoặc là dựa theo cái suy nghĩ cá nhân, và các vị đó tổng hợp lại thành một bài viết, cho nên mới có cái câu hỏi là 13 cái chuyện đó. Và sư chưa có đọc cho nên sư không biết cái 13 chuyện quý vị nói là 13 chuyện gì. Tuy nhiên nó như thế này, khi chúng ta tới chùa có những việc chúng ta tạo nên các cái nghiệp bất thiện. Khi mà những hành động đó xuất phát từ cái tâm bất thiện, khi chúng ta có một cái tâm bất thiện như là tâm tham, một cái lòng ham muốn, ngay cả như cái chuyện chúng ta thấy một cô gái, một chàng trai khác giới tính với mình nảy lên cái lòng ham muốn mà mình đưa điện thoại lên mình chụp ảnh, ngay cả chuyện đó thì chúng ta cũng bị thôi thúc bởi cái lòng ham muốn, bản thân nó cũng là nghiệp bất thiện. Hoặc khi chúng ta thấy một cái người khác giới hấp dẫn, chúng ta bị thôi thúc bởi cái tâm ham dục, chúng ta đến chúng ta tiếp chuyện, chúng ta đến chúng ta xin số điện thoại, hoặc thậm chí chúng ta chỉ đến chúng ta chào hỏi, chúng ta mỉm cười, chúng ta chỉ nhìn thôi, thậm chí cho đến chuyện chúng ta chỉ nhìn thôi, nhìn bằng một cái cặp mắt, bằng một cái nội tâm tham dục, bản thân nó cũng là một cái điều bất thiện và cũng tạo ra các cái nghiệp bất thiện. Thành ra đó, có thể nói thì nó có rất là nhiều những cái hành động khác nhau, nhưng tự chung những hành động xuất phát từ tâm tham hoặc xuất phát từ tâm sân thì những hành động đó sẽ cho ra các cái nghiệp bất thiện, và bản thân nó như cách nội gọi của quý vị, nó là tổn phước. Và cái thứ hai đó, đó là những tất cả những hành động lời nói xuất phát từ cái sự thiếu cẩn trọng, thiếu tôn kính thì nó cũng là cái việc không có nên. Ví dụ như chúng ta vì một cái lý do nào đó, chúng ta để cái đồ ăn thức uống lên trên cái bàn, đồ ăn chúng ta đang ăn á, đang ăn dở, chúng ta để lên trên cái bàn thờ thì rõ ràng là chúng ta bất kính, chúng ta không có tôn kính, nó cũng là điều không nên. Hoặc là có nhiều người ví dụ như họ đang mang cái giỏ sách, họ đeo cái giỏ sách ha, rồi thấy ở dưới đất và đang chuẩn bị lục lọi cái gì đó, để dưới đất thì dơ quá, rồi thôi cái tượng mà tượng lúc tượng Phật tượng này tượng kia đang dơ tay nè, là tiện rồi thôi mang cái giỏ sách lên trên đó, rồi để mà mình ví dụ như cột dây dài hoặc mình làm cái chuyện gì đó thì bản thân nó xuất phát từ cái lòng bất kính, bản thân cái chuyện đó nó cũng là cái điều tạo các nghiệp bất thiện. Cho nên ấy, phiên bản thì có nhiều phiên bản lắm, hoặc như là chúng ta đem, xin thưa cái chuyện quý vị mua nhang cúng chùa sư rầu muốn chết luôn, cái chuyện mà chúng ta mua nhang cúng chùa sư ví dụ như ha, quý vị mua bằng cái lòng thành thành kính đúng, nhưng mà bản thân chúng ta mua đó, có đôi khi chúng ta mua mà chúng ta không có ý thức được là chúng ta mua là toàn nhang hóa chất không, thì khi mà đốt lên đó, là chúng ta đang làm ô nhiễm môi trường của một ngôi chùa. Chư tăng khi mà hửi những cái hóa chất đó, chư tăng sẽ bị những cái bệnh, rất nhiều vị sư bị bệnh phổi chỉ bởi vì hửi cái hóa chất mà chúng ta đem lên chùa chúng ta cúng. Đấy,
quý vị có thể nói là do tôi có lòng thành kính và tôi không biết gì hết. Thì xin thưa đó là phạm lỗi do không biết, có là phạm do si đó, phạm do tâm si. Chúng ta không biết, chúng ta phạm lỗi. Bản thân nó cũng là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thiện cho quả thiện, nghiệp ác cho quả ác, hay còn gọi là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Quý vị đem nhang vào chùa là bởi cái lòng kính Phật ha, nó là thiện. Nhưng mà chúng ta do sự thiếu hiểu biết, chúng ta mua hóa chất vào chùa, nó là bất thiện, thì nó là cái quả có đen có trắng. Đời sau sanh ra chúng ta có thể là một người xinh đẹp, chúng có gọi là có mùi thơm, thương thơm, xinh đẹp. Nhưng mà cái xinh đẹp của chúng ta đó là dựa vào đâu? Dựa vào hóa chất, dựa vào kem trộn, dựa vào những cái mỹ phẩm mà kém chất lượng, những mỹ phẩm mà có hại. Xài được một năm thấy trội da trắng quá, đẹp quá, da mịn đẹp. Hai năm trội nó cũng không có gì thay đổi hết. Ba năm, bốn năm, tới năm thứ năm là quý vị nhập viện. Tại vì những cái hóa chất nó làm cho da chúng ta bị ung thư. Đấy, cho nên ấy, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Ha.